Xin chào các anh chị, tiếp tục chúng ta gặp nhau trong bài học tiếp theo. Và bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một số những cái cơ bản nhất về bộ nhận diện thương hiệu. Thế thì như tôi đã nói là một trong những cái phần rất là quan trọng của sản phẩm đấy là việc là chúng ta cần phải thiết kế được ra cái bộ nhận diện thương hiệu nhằm nâng cao giá trị của mình lên. Thì hiện nay thì cũng có một số những quan điểm là của các bác nông dân, của những nhà nông trang là bao bì là không quan trọng, phải tiết kiệm chi phí để bán giá rẻ. Nhưng mà thực tế thương mại đã chứng minh rằng là bao bì càng đẹp càng đắt tiền, càng sang trọng thì chúng ta càng bán được giá cao và biên độ lợi nhuận cao. Thì cái điều này các anh chị nên suy nghĩ và cân nhắc. Còn lời khuyên của tôi là nên đầu tư vào. Vậy thì một cái bộ nhận diện thương hiệu đó sẽ gồm những cái gì? Đầu tiên là các anh chị cần phải nghĩ ra một cái tên gọi của cái thương hiệu đó. Ví dụ như là tên gọi của mình là Phan Anh thì mình là Phan Anh Food hay là PA Food, sử dụng tiếng Anh đơn giản, hay là Sadu hay là ABC gì Z gì đó. Thứ hai nữa là mình có thể sử dụng tên họ của gia đình của mình đấy, hoặc là một cái tên ghép nào đấy như là Tiki có nghĩa là tiết kiệm, đúng không? Hay là Deli Food, Deli là delicious, tức là cái từ rất là ngon, rất là tốt trong ngành ẩm thực. Thì Deli Food đấy, ví dụ như thế. Hay là mình bán hoa quả thì mình là Organic Food, tức là hoa quả hữu cơ. Thế thì mình ghi chẳng hạn như là PA Organic Food, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như thế. Thì đấy là những cái cách chúng ta làm. Hay là chúng ta dùng hoa quả họ Phan, hay là nông trang họ Phan, hay là nông trang Phan Anh, hay là nông trang hữu cơ Phan Anh. Ok, cái tên nào cũng được. Chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ về một cái tên. Sau khi có tên xong thì chúng ta bắt đầu thiết kế logo và màu sắc nhận diện. Thì khi thiết kế logo phải dựa trên nguyên tắc là gì? Đơn giản, dễ nhớ, nổi bật, khác biệt, đúng không? Màu sắc phải nhận diện được thương hiệu, tươi mới. Đấy. Thí dụ như cái tên nó phải hay, phải xúc tích, phải cô đọng, phải dễ nhớ. Thiết kế logo cũng như vậy. Và chúng ta có thể tự thiết kế hoặc là chúng ta phải thuê thiết kế. Nói chung là tôi khuyên là nên thuê thiết kế. Một bộ như vậy nó cũng có thể vài triệu đến vài chục triệu. Thì tùy vào những cái yêu cầu của các bạn cũng như là cái đơn vị mà các bạn thuê. Tôi nghĩ rằng là 5, 7 triệu, 10 triệu là có thể làm được một cái bộ nhận diện như vậy rồi. Thì ví dụ như bên tôi thì cũng cung cấp dịch vụ này cho khách hàng, nhưng mà tôi sẽ lấy phí là phải 10 triệu hoặc là tệ quá phải 5 triệu, đúng không? Thế các bên, các bạn sinh viên, các bạn có thể thiết kế cho bạn với giá 1, 2 triệu, 3 triệu được. Thì cái giá nó làm dịch vụ mà nó rất là vô chừng. Ở Viettel họ thuê thiết kế cách đây hơn 10 năm là đã giá 45.000 đô la Mỹ cho một cái logo slogan là Say It Your Way, hãy nói theo cách của bạn. Đấy, 45.000 đô la Mỹ cách đây 10 năm rồi. Thế còn bây giờ bạn chi ra 3 triệu hay 5 triệu thì hay 10 triệu thì tùy bạn nhá. Cái giá của thị trường là như vậy. Và chúng tôi, các bạn có thể thuê chúng tôi có công ty media và có đội ngũ thiết kế rất là tốt. Và bản thân tôi thì cái gu thẩm mỹ cũng như tư vấn cho các bạn. Ok. Mình ra một cái logo, màu sắc nhận diện đặc trưng cho sản phẩm và dịch vụ của mình. Ví dụ như là trâu hay bò hay là lợn gà hay là hoa quả hay là thóc gạo gì đó, hay là nông nghiệp nói chung, hay là rau củ quả gì đó. Thì mình sẽ cần phải cụ thể ngành hàng của mình, công ty của mình, mong muốn của mình, màu sắc mình muốn. Rồi, sau khi mình có được cái logo xong thì mình sẽ phải đưa nó vào tất cả những cái nhận diện thương hiệu, đúng không? Như là thùng các tông bên ngoài, bao bì, bao gói, nhãn mác, tem, rồi thì cốc, chén, những cái vật phẩm, phong bì, phong thư, tất cả những cái mà nó có thể thể hiện được trên một cái bộ nhận diện thương hiệu, nó có, đúng không? Rất nhiều những cái, tất cả những cái gì vật phẩm bao gói ra bên ngoài, một cái con tem dán vào cả một cái bao bì bên ngoài, xong đó lại bao bì bên trong, rồi thì cái hộp giấy bên ngoài, xong lại cái thùng các tông bên ngoài nữa. Thì những cái điều đấy mình đều phải cần, hoặc là hướng dẫn sử dụng, hoặc là cái bọc lót. Ví dụ như là bạn bán hoa quả bao giờ nó có cái bọc, thì mình có cần phải in logo của mình lên hay không, hay con tem mình dán lên cái quả củ quả hay cái rau đấy. Tất cả điều đó đấy chính là gọi là bộ nhận diện thương hiệu. Túi sách giấy, rồi thì túi sách ni lông, đúng không?
Rồi thì thậm chí quần áo đồng phục, mũ, rồi thì kính, rồi bảo hộ lao động. Ok, tức là mình tạo ra một cái sự nhận diện. Thế sau này mà mình có mở cửa hàng cửa hiệu nữa thì lại phải thiết kế biển hiệu đấy, rồi thì backdrop, tức là cái phần này, rồi thiết kế trong một cái cửa hàng. Mình nhìn thấy các cửa hàng Viettel hay là cái cửa hàng Apple nó có những cái thiết kế riêng, mình nhìn một cái là biết ngay. Hay là KFC, những cái bọn bán mà gọi là fast food đúng không, thức ăn nhanh đó, hamburger, bánh mì gì đó, thì mình thấy là nhìn một cái là mình nhận ra đây là cái cửa hàng hamburger fast food hay là cái cửa hàng gì đó mà chúng ta thấy là nó gọi là nhận diện thương hiệu. Thì nó rất là nhiều, rồi các cái catalog sản phẩm, rồi logo bao bì, rồi thì banner website, logo cho kênh YouTube, kênh Zalo, một cái bộ nhận diện nó rất là chuyên nghiệp như thế. Vâng, thì có rất nhiều những cái vật phẩm để mình có thể làm cái bộ nhận diện thương hiệu, thì chúng ta cần cần phải lưu ý. Được chưa ạ? Hoặc là thậm chí là nếu mà chúng ta có xe tải đi giao vận nữa, thì chúng ta cũng thiết kế cho cả xe tải hay là những cái trang thiết bị như là vật dụng, tạp dề, rồi bảng biểu, phong bì thư, rồi thì thư cảm ơn, vân vân. Một cái thực ra nó chỉ xuất phát từ cái logo gốc và cái màu sắc nhận diện gốc, cái tên và cái slogan, cái quan điểm, và sau đó nó sẽ được nhân ra. Thế còn tôi cũng không có đủ thời gian để phân tích cho các bạn là như thế nào là một cái logo đẹp. Chỉ hãy hiểu là cố gắng độc đáo, màu sắc nhận diện nổi bật, và không nhầm lẫn, và có thể đặc biệt là phải kiểm tra cái khả năng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Bởi vì mình mà lấy những cái logo na ná, hoặc là mình tạo ra những cái tên mà người ta có rồi đúng không, ví dụ như là bây giờ người ta có cà gai leo Sadu rồi, mình làm cái cà gai leo là Kadu chẳng hạn, thì là người ta không cho đăng ký. Tôi đang nói ví dụ như vậy, thì mình phải cần phải kiểm tra, bởi vì mình làm ăn lớn thì mình phải tính đến cả những cái chuyện mà nhận diện thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đăng ký bảo hộ trí tuệ thì chúng ta nộp đơn hoặc là thuê một công ty luật người ta làm cho, cũng chỉ mất khoảng 2-3 triệu thôi, để làm sao người ta bảo hộ cho mình cái quyền đó để mình làm đấy. Ok, tôi xin phép được kết thúc cái bài học này, cái bài học nói về cái bộ nhận diện thương hiệu và đăng ký sở hữu trí tuệ. Thì thứ nhất là đầu tiên là các anh chị cần chọn cho tôi một cái tên. Thứ hai là có tên rồi thì bắt đầu thiết kế logo. Sau khi thiết kế logo, thứ ba là phải có slogan hay còn gọi là cái câu khẩu hiệu. Ví dụ như là thật sự thiên nhiên, hay là thơm ngon đến giọt cuối cùng, hay là cái gì đó. Đúng không? Tiếp theo thứ tư là mình sẽ từ cái logo, cái nhận diện màu sắc đó, mình sẽ biến nó thành cả một cái bộ nhận diện bao gồm các cái vật phẩm in ấn, các cái vật phẩm online như là cốc, chén, mũ, mã, bát, đĩa, trang phục, tạp dề hay là găng tay hay là dụng cụ bảo hộ lao động, túi, biển hiệu, xe cộ, phong bì, phong thư, menu, báo giá, tem đúng không ạ, hộp, bọc, vân vân. Đấy, những cái như vậy là chúng ta có thể làm. Đấy, rồi thì online thì có banner web, YouTube, Zalo, rồi thì những cái công cụ khác mình chơi như là TikTok hay là Instagram, thì mình đều có thể là cần phải nhận diện nó chuẩn mực. Và đầu tư cái này nó không tốn tiền nhá. Các bạn mặc cả khéo thì vài triệu, có thể là 3 triệu, 5 triệu gì đó, 10 triệu tùy vào cái khả năng túi tiền của mình có thể đầu tư. Nên đầu tư nhá. Sau đó bước tiếp theo thì mình sẽ đi đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Thì mình ra, ví dụ mình là tỉnh nào thì mình ra sở hữu trí tuệ, gọi là thuộc Bộ Công Thương đấy. Mình ra mình đăng ký nhá. Mình ra mình đăng ký thì hoặc là mình thuê một công ty luật họ làm cho. Phí nó khoảng độ 3 triệu, 2 3 triệu, 4 triệu tùy vào số lượng ngành nghề mình đăng ký. Ví dụ bạn đăng ký 5 nhóm ngành thì giá nó khoảng 3 triệu đồng. Còn mình hoàn toàn có thể tự đi làm được mà không cần phải thuê luật sư, không phải thuê văn phòng luật. Nhưng mà tôi khuyên là nên thuê. Đấy, cho nó dễ, và chọn những cái nhóm ngành nha. Mình đăng ký sau đó thì nếu mà người ta được chấp nhận đơn thì khoảng 12 tháng thì người ta sẽ bảo hộ sở hữu trí tuệ ra. Bảo hộ sở hữu trí tuệ có nghĩa là gì? Ví dụ như là bạn ra một cái thương hiệu là Phan Anh Food hay là Phan Anh Food hay là Phan Anh Farm đúng không? Trang trại thực phẩm gì đó, hay là lợn rừng Phan Anh, hay là
dầu gốc Phan Anh, ok, những cái sản phẩm mà Phan Anh bán. Thế thì có một cái người khác người ta làm nhái mình thì mình kiện được người ta để người ta bảo vệ mình, hoặc là người ta cũng lại làm cái Lam Anh Na Ná như thế, nhận diện như thế thì mình sẽ đảm bảo được cái uy tín thương hiệu của mình trong tương lai. Được chưa ạ? Vâng, và quan trọng nhất là mình phải kinh doanh sản phẩm tốt, mình phải kinh doanh tận tâm, mình phải có dịch vụ chu đáo, mình phải chuyên nghiệp, mình phải bán hàng, mình phải uy tín, mình phải online, và mình phải hiểu biết sâu về thị trường thì cái giá trị thương hiệu nó mới lên được và người ta mới càng ngày yêu thích, càng ngày mua. Cứ cái bưởi này là ngon, cứ cái loại này, cứ cái nông trang này là ngon, thế thì người ta sẽ mua tiếp và mua tiếp. Còn sản phẩm không ngon thì thương hiệu tốt, bao bì tốt, người ta vẫn sẽ không mua nhá. Vâng, sản phẩm kết hợp với bao bì, kết hợp với dịch vụ và kết hợp với công nghệ, kết hợp với marketing nữa thì các bạn sẽ thành công rất là nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Rất mong nhận được những cái phản hồi và những cái trao đổi của anh chị và các bạn qua các cái địa chỉ như website hay Facebook hay YouTube của thầy Phan Anh là tôi. Xin chào và hẹn lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.